quét sạch mỡ máu diệu kỳ chỉ với vài củ tỏi, vài quả chanh. Mỡ máu cao là hiện tượng rối loạn mỡ máu, trong đó một số thành phần mỡ trong huyết tương cao hơn mức bình thường. Mỡ máu cao chủ yếu là do tăng cholesterol và triglyceride. Người ta thường đánh giá nồng độ mỡ máu bằng hai xét nghiệm là định lượng nồng độ triglyceride toàn phần và nồng độ cholesterol toàn phần. Nếu nồng độ cholesterol toàn phần có giá trị từ 4 đến 5 mmol trên lít và triglyceride toàn phần có giá trị nhỏ hơn 2,3 mmol trên lít là bình thường. Vượt quá giá trị này được gọi là mỡ máu cao. Ở Việt Nam, tỷ lệ người có chứng mỡ máu cao chiếm khoảng 29,1% và tăng nhanh ở độ tuổi từ 35 đến 45 tuổi với 41,7% và ở người cao tuổi khoảng 63%. Mỡ máu cao khiến cho người bệnh phải đối diện với nguy cơ bị mỡ đóng vào trong mạch máu tạo thành một mảng xơ vữa, dễ dẫn đến tình trạng tắc mạch máu và làm vỡ mạch máu. Đặc biệt, những người bị mỡ máu quá cao, tình trạng mạch máu bị bít, hẹp mạch máu nhiều hơn. Nếu xảy ra ở não thì có thể gây nên tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở ruột thì nguy cơ gây nên tắc mạch máu nuôi ruột dẫn đến hoại tử. Nếu xảy ra ở tim có thể gây ra nhồi máu cơ tim. Nếu xảy ra ở chi có thể gây tắc mạch máu chi. Những hệ quả nguy hiểm do bệnh mỡ máu cao gây ra là người bệnh có nguy cơ mắc tới 7 căn bệnh nguy hiểm như bệnh viêm tụy, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh gan, đau và tê bàn chân hay sa sút trí tuệ. Sau đây là một vài bài thuốc giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh mỡ máu cao. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 12g lá sen, 12g trạch tả, 15g phục linh, 12g hoa cúc, 15g ý dĩ, 10g dâu ngô, 12g thảo quyết minh. Cho tất cả các vị nấu với 800ml nước sắc còn 200ml, lại đổ thêm 600ml sắc lần 2 còn 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc có tác dụng tiêu bớt lượng mỡ thừa trong máu. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu gồm có 30g cam thảo, 25g câu kỳ tử, sắc với 800ml nước còn 200ml, uống 2 lần trong ngày. Bài thuốc có tác dụng giúp tăng cholesterol tốt và giảm lượng cholesterol xấu. Bài thuốc số 3. Nguyên liệu cần có 30g sơn tra, 10g lá sen, dùng nấu nước, uống thay trà. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giảm mỡ máu. Xin giới thiệu thêm một bài thuốc dân gian lâu đời của người Nga chữa bệnh mỡ máu cao cũng rất công hiệu. Cách làm như sau. Nguyên liệu: 4 củ tỏi, 4 quả chanh, 3 lít nước sôi để nguội. Cách làm: tỏi bóc sạch vỏ, chanh tiệt trùng bằng nước sôi, cắt thành miếng nhỏ. Xay nhỏ nguyên liệu trên với 3 lít nước sôi để nguội, sau đó cho vào tủ lạnh để trong 3 ngày. Về cách sử dụng: mỗi ngày dùng tối đa 50ml, chia làm 3 lần, uống trước bữa ăn. Duy trì một liệu trình trong 40 ngày, 1 năm chỉ làm một liệu trình. Chú ý, bài thuốc trên cũng có thể sử dụng để làm sạch các mạch máu, nhưng phải sử dụng với liều thấp hơn, khoảng 1-2 muỗng canh mỗi lần. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.